Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Tư ngày 17 tháng 7 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7. Ghi nhanh, ngày làm việc thứ nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Huyện Yên Mỹ thu ngân sách đạt 150% so với cùng kỳ. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến một số diện tích trồng hoa. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, địa chỉ tin cậy trong đào tạo đại học ứng dụng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hưng Yên. Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt trên 430 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt gần 3.900 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng một người trên năm, tạo việc làm mới cho khoảng gần 1.600 lao động. Những mặt bất cập cần khắc phục, đó là tình trạng thi công hệ thống thu gom nước thải chậm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn thấp, tình trạng tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng kết quả mà thành phố Hưng Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, thành phố cần nghiên cứu, rà soát quy hoạch khu công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, quan tâm phát triển nông nghiệp gắn với sản xuất theo quy trình Việt Gáp, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng khu vui chơi, giải trí để thu hút khách du lịch, chỉ đạo đơn vị thi công để nhanh tiến độ thi công hệ thống thu gom nước thải, đảm bảo đúng tiến độ. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với hơn 400 tổ chức đảng, 920 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 193 tổ chức đảng và 413 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 143 đảng viên. Nửa cuối năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát cấp ủy viên, đảng viên và tổ chức đảng gắn với kiểm tra giám sát trách nhiệm người đứng đầu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, công tác kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ gìn sự trong sạch của Đảng. Do đó, các cấp ủy tổ chức đảng cần quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, năng lực, tiếp tục kiểm tra giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư công, công tác cán bộ, môi trường, đồng thời coi trọng kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sai phạm, khuyết điểm của tổ chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan kiểm tra của đảng phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng, cơ quan bảo vệ pháp luật, hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc các cấp làm tốt công tác giám sát phản biện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, thấu tình đạt lý và có tính răn đe. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Sumitomo Nhật Bản về việc mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Sumitomo đã bày tỏ cảm ơn tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn đầu tư triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian qua. Đồng thời báo cáo khái quát về kết quả hoạt động của khu công nghiệp Thăng Long 2, kế hoạch phát triển đầu tư sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong thời gian tới. Và đề nghị tỉnh xem xét
giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc mở rộng dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3 mà tập đoàn đang có kế hoạch triển khai, dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022 với diện tích khoảng 200 ha với tổng số vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Sumitomo và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành trong tỉnh đã bàn và thống nhất một số nội dung trong bản ghi nhớ liên quan đến đề xuất mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, việc tập đoàn Sumitomo mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện để tập đoàn mở rộng đầu tư, triển khai dự án một cách thuận lợi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan phối hợp với tập đoàn Sumitomo sớm hoàn thiện bản ghi nhớ để lãnh đạo tỉnh xem xét và ký kết trong thời gian sớm nhất. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau đây là ghi nhanh ngày làm việc thứ nhất đại hội của nhóm phóng viên thời sự. Vào đầu giờ buổi sáng, trước khi diễn ra đại hội, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tham dự đại hội có 300 đại biểu chính thức, gồm đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14, đại biểu được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện hiệp thương, đại biểu được các tổ chức, cơ quan, đơn vị hiệp thương giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 15. Tôi cảm thấy rất là vinh dự, đó là một cái đại hội mà sinh hoạt chính trị sâu rộng và cũng là rất là nghiêm trang. Và chúng tôi đã thấy rằng là cái đại hội này thì nó sẽ có sự đổi mới toàn diện hơn và sẽ đóng góp vào cái sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới nhiều hơn. Để góp phần vào thành công của đại hội thì cá nhân tôi trước hết là xác định chấp hành nghiêm túc cái quy chế, nội quy của đại hội. Và với trách nhiệm của mình thì nghiêm túc nghiên cứu các cái tài liệu, các văn kiện của đại hội và tham gia đầy đủ có trách nhiệm nhất vào các cái nội dung mà đại hội bàn thảo quyết định. Đặc biệt là cái báo cáo chính trị trình đại hội và báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Trên cơ sở đó để tham gia có trách nhiệm vào cái mục tiêu và các cái chương trình thống nhất hành động của nhiệm kỳ 2019-2024. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức thành viên, duy trì và làm việc theo chương trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường củng cố kiện toàn tổ chức. Chúng tôi mong rằng là sau cái đại hội đó thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đó là huy động toàn bộ các cái tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận mà biến cái nghị quyết đó thành hiện thực để góp phần cho cái tỉnh Hưng Yên đó phát triển mạnh về vấn đề kinh tế và xã hội. Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 13, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15. Chủ đề của đại hội là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Sáng nay tại thị xã Mỹ Hào, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức giảm thiểu
rác thải nhựa. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Buổi tuyên truyền bắt đầu bằng việc phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào nhằm hưởng ứng chủ trương về giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn. Hội nghị đã tuyên truyền trọng tâm về ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, đặc biệt là từ túi ni lông và những đồ dùng một lần được sản xuất từ nhựa, cũng như quyết tâm của Việt Nam nhằm hạn chế và kiểm soát rác thải nhựa. Một số mô hình về xử lý rác thải nhựa cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường tại cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại để mọi người cùng nâng cao ý thức hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Phát động các phong trào về vệ sinh môi trường, đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về môi trường, trong đó có nêu tác hại của đồ dùng một lần sản xuất từ nhựa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành giáo dục cần lồng ghép các buổi học ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về rác thải nhựa, kịp thời phát hiện và biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích trong đảm bảo vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh đã hoàn thành việc kết luận địa bàn ở 3 cấp thôn, xã và huyện. Tổng số liệt sĩ hiện có thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi trên địa bàn tỉnh là 21.950 liệt sĩ. Trong đó, số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 1.637 liệt sĩ. Số lượng liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập là 1.633 liệt sĩ. Có 4 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập thuộc các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Kim Động. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận kết quả đã đạt được sau hơn một năm triển khai, cho thấy sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và các ủy chính quyền các địa phương, trong đó tiêu biểu là các huyện Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ và thị xã Mỹ Hào. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các ủy đảng chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để hoàn thiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để xác định vị trí khu vực an táng ban đầu của liệt sĩ để có cơ sở lập bản đồ tìm kiếm. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân và Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam tổ chức khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây sửa chữa nhà cho gia đình có chiến sĩ đang công tác và gia đình có liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đã tổ chức khánh thành nhà cho bố mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Cường ở thôn Đông Hạ, xã Hồng Cường, thành phố Hưng Yên, hy sinh tại quần đảo Trường Sa khi làm nhiệm vụ và trao tiền hỗ trợ xây sửa nhà cho gia đình chiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến tại thôn Nhân Nội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, hiện đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Số tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình là 70 triệu đồng cùng nhiều quà tặng của chính quyền, hội đoàn thể động viên gia đình. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc đối với những chiến sĩ có nhiều đóng góp hy sinh để xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần cổ vũ mạnh mẽ ý chí tinh thần của cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức trình tự và thủ tục, các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã chủ động ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình. Nhờ đó, năm 2018, tỉnh Hưng Yên được xếp hạng A và đứng thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố. Sở Tư pháp được Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2018 về công tác tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang chúc mừng kết quả đã đạt được và yêu cầu ngành tư pháp cũng như thành viên hội đồng quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, quy trình với chất lượng hiệu quả,
đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, với việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2019, huyện Yên Mỹ có số thu ngân sách đạt 150% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 72% kế hoạch cả năm. Tính đến hết ngày 30 tháng 6, huyện Yên Mỹ đã thu được 234 tỷ đồng, trong đó nguồn thu tăng nhiều nhất là từ bán đấu giá quyền sử dụng đất đạt gần 124 tỷ đồng, thu từ lệ phí trước bạ nhà đất và ô tô, xe máy đạt trên 21 tỷ đồng, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 40 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tăng gần 200 doanh nghiệp lên gần 1.000 doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo. Nắng nóng ít mưa với nền nhiệt độ cao kéo dài thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của một số diện tích trồng hoa của huyện Văn Giang. Theo người dân chuyên canh các loại hoa ở vùng Văn Giang, ảnh hưởng nhiều nhất là các loại hoa mùa đông như dạ yến thảo, phong nữ, ngọc thảo. Tuy nhiên, vào mùa nắng, những loại hoa này ít được người dân trồng nên thiệt hại là không đáng kể. Đối với những loại hoa mùa hè như hải đường, 10 giờ, hoa đơn, thì nắng nóng kéo dài đã khiến cho sự sinh trưởng và phát triển bị chậm lại nhiều. Một số diện tích bị táp lá, táp hoa, cây phát triển kém. Cá biệt một số cây thân mềm bị khô héo thân. Đối với những cây quanh năm như hoa hồng thì nắng nóng làm cho cây không phát triển, nhất là những cây mới được nhân ra. Tuy nhiên với kinh nghiệm của những người chuyên canh ở vùng hoa Văn Giang, thì ngoài việc tưới nhiều lần và hạn chế cho cây ăn nên diện tích bị thiệt hại không nhiều. Được biết, với các loại hoa, nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng phát triển là từ 20 đến 28 độ C. Thưa quý vị và các bạn, do bám sát vào mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ, trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và có kỹ năng thực hành cho toàn quốc nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Ngoài các môn học lý thuyết cơ bản thì việc thực hành tại các phân xưởng của trường hoặc các nhà máy mà trường liên kết để gửi sinh viên đi thực tập luôn chiếm khối lượng thời gian lớn của sinh viên trong 4 năm học. Đây là một định hướng để xây dựng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực có thể làm việc ngay khi ra trường. Hàng năm có rất nhiều giảng viên được cử đi làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước, và trong những năm gần đây thì mỗi năm có từ 2 đến 30 giảng viên tốt nghiệp và tiến sĩ trở lại trường công tác. Về cơ sở vật chất thì nhà trường cũng tranh thủ các nguồn đầu tư để tăng cường cái năng lực giảng dạy, nghiên cứu cho giảng viên. Trên cơ sở khảo sát cái nhu cầu của thị trường lao động thì nhà trường thường xuyên điều chỉnh cái chương trình đào tạo. Mỗi sinh viên của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đều có thời gian thực tập nhiều đợt và dài ngày tại các phân xưởng sản xuất các nhà máy. Tại đây, các em được thực hành và ứng dụng ngay những kiến thức đã học, đồng thời học hỏi thêm về tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật của một kỹ sư khi ra trường. Trước khi vào làm tại công ty ô tô Mazda Hải Dương, anh Nguyễn Trung Cơ đã tiếp cận công việc này qua các giờ thực hành. Khi ra trường thì bọn em cũng đã áp dụng được ở bên các showroom hoặc nhà máy, cũng đã hiểu biết được về nhiều kết cấu trên ô tô nên là cũng rất thuận lợi. Tính kỷ luật sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ra tôi đánh giá rất là cao. Trong quá trình làm thì các em tuân thủ rất là tốt các cái nguyên tắc, đặc biệt về kỹ thuật nó sẽ liên quan đến an toàn. Thì đó là những cái mà điểm mạnh của sinh viên trong Trường Đại học Sư phạm Hưng Yên ra. VNPT Hưng Yên mỗi năm đều tiếp nhận từ 2 đến 3 kỹ sư công nghệ thông tin của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vào làm trong một môi trường mà áp lực công việc rất lớn, song đa số sinh viên của trường đều đáp ứng được nhiệm vụ đơn vị giao cho. Qua quá trình làm việc thì tôi đánh giá rất cao các bạn được tuyển dụng từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Các bạn có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tự giác, ham học hỏi rất tốt và sớm hòa nhập cũng như là luôn hăng say và hoàn thành rất tốt các công việc của mình. Do luôn gắn hoạt động đào tạo với thực tế thông qua các cuộc thi mang tính ứng dụng cao như Robocon, lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu, tăng cái tiết thực hành tại doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm, nên hàng năm, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ra trường tỷ lệ có việc làm rất cao. Năm 2019, trường tuyển sinh 2.600 chỉ tiêu với 29 chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí động lực, công nghệ thông tin, may và thời trang, kinh tế, ngoại ngữ, hóa, môi trường và sư phạm công nghệ.
trong đó 50% xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia với mức 14 và 15 điểm, 50% xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12. Đặc biệt, trường miễn 4 năm học phí cho thí sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia trên 27 điểm và miễn 2 năm học phí cho thí sinh trên 25 điểm đăng ký vào trường, được ưu tiên nhiều loại học bổng của nhà trường và học bổng tài trợ của doanh nghiệp. Đối với các thí sinh có điểm thi trên 20 điểm được theo học chương trình kỹ sư tài năng các ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô và khi tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư tài năng. Dịp hè năm nay trên địa bàn huyện Văn Lâm có nhiều mô hình ao bơi, bể bơi được đưa vào hoạt động giúp trẻ em có thêm cơ hội học bơi. Để giúp trẻ em trang bị kỹ năng bơi lội, giảm thiểu tình trạng đuối nước, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí cải tạo các ao làng thành ao bơi, đồng thời tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh, không xả rác nước thải, tạo môi trường sạch sẽ cho trẻ tập bơi. Tiêu biểu như thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, thôn Đại Đồng, xã Đại Đồng, thôn Bến, xã Lương Tài. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Văn Lâm hiện còn có 4 bể bơi do tư nhân xây dựng ở thị trấn Như Quỳnh, xã Lạc Đạo, Tân Quang với kinh phí xây dựng dao động từ 2 đến 3 tỷ đồng một bể bơi. Với mức vé từ 15 đến 30 nghìn đồng một trẻ em và không hạn chế thời gian, hàng ngày mỗi bể bơi thu hút từ 100 đến 150 lượt trẻ em. Hội cựu chiến binh huyện Tiên Lữ vừa tổ chức khởi công sửa chữa nhà ở cho ông Vũ Văn Hòa, hội viên cựu chiến binh ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi. Ông Hòa năm nay 80 tuổi, ông nhập ngũ từ năm 1962 đến năm 1975, trong đó có thời gian chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Vợ ông bị tai biến mạch máu não, liệt hơn 4 năm nay, thu nhập của gia đình chủ yếu từ 2 sào ruộng và là hộ nghèo của xã. Nhằm giúp ông Hòa sửa chữa nhà ở, ông Nguyễn Ngọc Quang, hội viên cựu chiến binh xã Thụy Lôi, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Minh tặng 20 triệu đồng. Hội cựu chiến binh huyện trích từ quỹ tình nghĩa hỗ trợ 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.